Yo, mình vừa thực hiện xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình vào mình nom xem nào. Ấy, bảng thành tích. Ai trong một ván tiếp theo ai chạy được nhiều hơn này? Mình chạy được 5.400 rồi, nó chạy được có 5.100. Thì anh chớp luôn. Vào đây. Vào đây cưng. Để mình kiếm trận, mình vào mình chiến nốt với nó luôn. Mình có sợ ở bọn này đâu mà. Cố gắng nốt trận nữa. Mà mình thắng rồi sao mà trong một trận tiếp theo ai chạy được thời gian thi đấu thôi đủ của mình để đánh bại đối thủ sau 30 phút và chơi cả game việc tốt nhất thì có thể đánh bại trong một ván tiếp theo ai chạy được nhiều hơn mình thắng rồi này. Thế là trận này mình thắng rồi đấy các bạn ạ. Tưởng bạn thế nào chứ còn tôi thắng rồi nhá. Mình xin một game nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi. Anh em đừng bực tức quá làm gì. Làm game vui vẻ vậy. Mẹ nhìn con đầu trọc mình hay vẫn nổi ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bật mic lên đi. Bật mic mà nó cứt à? Mic này làm gì hả? Làm để xin 38 tiếp rồi. First blood. Ôi kéo được rồi. Ôi cho nó thắng trận cho nó phê. Bên này đây nhá. Đéo là bắn trượt phát thì mẹ đúng là oặc luôn đấy ạ. Trần Văn Hoàng và Lê Văn Toi luôn mấy bạn làm cái đéo gì mà cứ lẩn thẩn ở trên cái thùng đâu thế. Ui gì mà nó cầm cầm G18 thì phải bắn đầu chứ lại bắn mẹ là vô đầu nó chứ bắn vào đuôi nó để là cái gì. Cái gì là nãy mình thấy nó có thông báo mà hình như nó bắt mình là thông báo là phải xác nhận trong ADC này bạn. Đây đấy nó bắt mình này xác nhận thông tin cá nhân này nó bắt mình xác nhận danh tính ở trong cái này biết ngay tìm mình thua mà lại thua là bình thường mẹ không thua nó mới không thua nó mới là lạ chứ còn thua thì là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Mình nhìn với thằng là bot nhìn cái quả đầu nhìn hay vẽ nổi ra trông đây các bạn nhìn cái đầu này. Nhìn sát mặt nhìn được dai chứ nhỉ. Nhìn sát mặt nhìn hơi được ấy. Hi hi hi. Ô có bạn nào đây không? Đừng cho nó cứu chết đấy. First blood. Ôi mẹ ghê anh em. Có nó ghê kìa. Cái địch mạnh nó cứu thằng kia mới cay chứ vậy. Gà hết chúng nó đi đúng rồi. Rồi tim hơi non rồi. Như vậy mình đeo nó bắn mấy thằng rồi đeo nóc được nổi mấy thằng kia. Tim mày non quá gặp mấy thằng này non thật. Double kill. Mẹ tim nó mới còn hai ba thằng. Ace. Gà lắm mấy anh em ạ. Nghi giang hồ này. Mấy ông bắn này chết tôi. Mình không có mũ mẹ nữa. Đứng gần với nó phát mẹ biết mặt nhau ngay ạ. Từ trận này mình ra đây mình đứng. Thế đéo nào chẳng bắt được một hai thằng các bạn tin mình không? Các bạn hãy cứ tin mình trận này để nào mình bắt được một hai thằng cho mình xem. Kiểu gì chúng nó cũng chạy trong bên này. Kiểu gì nó cũng chạy trong bên này. Ý, bên này đánh em này. Cái kia. First blood. Đây bạn này. Bên kia. Đâu ấy nhỉ? Cho mình xin một khẩu ngắm nào.
Xã nổi nếu còn cái gì này. Còn thằng nữa đâu vậy? Đâu biết ở đâu luôn ạ. Mày thế vẫn còn cay hết được một mạng. Xin chúng mày tuổi luôn ạ. Mình xin các bạn cái tuổi. À, trận này lại bắn cái map bến cảng này. Mình mua cái khẩu súng quá mà lại có giáp mũ chưa? Có giáp với mũ rồi, may quá. Thế thì mình mua được quả bom keo ấy. Đó, nói chung trận này đầy đủ chứ. Có cái vòng đéo ấy, con này nó có cái vòng gì đấy. Chưa hiểu cái vòng này vòng gì cơ. Cẩn thận chúng nó bên kia đấy anh em ạ. Ok ạ. Sao vậy em? Nó mình biết mà, cái thằng lìn này nữa thì cũng phải chăm chăm ra cái S này nhanh. Bên này còn người, bên này còn người. Để anh em ơi. Ở đâu vậy? Chạy nhà nhà mày nữa. May quá, trộm cắp được quả bom keo là hợp lý rồi. Trận này khả năng lại bắn đến mấy round nữa mới xong. Có mũ, có giáp nè. Bọn kia nghèo rồi, bọn kia nãy đéo có đấy rồi. Thì mới, thế là bọn nó mới thua như thế. Chứ bọn nó, lúc bọn nó bị thua trận phát là bọn nó lập tức tiền của nó bị thấp vãi cả nồi ra luôn ạ. AT cảnh này. Cảnh 2k3 này. Không biết trận này các bồ bắn như nào chứ đừng. Mình sẽ cố gắng mẹ này bắn hết mình cho anh em xem trận này. Bắn như này nó mới có độ căng thẳng và cái độ sướng các bạn ạ. Chứ bắn mà thắng toàn thắng không cũng chán thì sẽ không như thế. Bên này kiểu gì có thằng ở trong này. Nó ở đâu vậy? Mình biết nó đâu vậy? Còn một thằng nữa thôi. Đéo biết nó trốn đâu rồi. Double kill. Đâu ở bên này? Công lên sợ đéo nó đang bơm máu. Triple kill. Mày nhà mày nữa trốn à. Anh em thấy bắn trận này có căng căng vãi đài.